Emily, em lại mộng du rồi, dừng lại, dưới tác dụng phụ của việc dùng thuốc trong thời gian dài. Trong lúc mộng du, cô ấy đã đâm chồng mình liên tiếp nhiều dao, sau đó thì quay trở lại giường nằm ngủ. Đến cuối cùng tòa án lại phán cô vô tội. Rốt cuộc giữa hai vợ chồng họ có thù hận với nhau như thế nào? Hay là đằng sau có ẩn tình gì đó khác? Chúng ta hãy cùng nhau xem bộ phim kinh dị điện ảnh Side Effect. Emily vốn dĩ là cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống. Và 4 năm trước, chồng cô ấy mắc tội danh lừa đảo tài sản nên đã bị bắt giam. Tài sản trong nhà cũng bị tịch thu hết. Từ đó về sau cuộc sống của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Biến thành cô gái bận rộn lăn lộn kiếm sống qua ngày. Cô ấy ngày càng trở nên giàu dĩ không vui. Sau vô vàn khó khăn, cuối cùng chồng cô cũng mãn hạn ra tù. Cô ấy cuối cùng cũng nở một nụ cười lâu lắm mới thấy. Cô cùng mẹ chồng đón anh ấy về nhà. Nhưng trong lúc cùng chồng đang thân mật, cô lại tỏ vẻ không hứng thú. Hóa ra chứng trầm cảm kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của cô. Chồng cô cứ nghĩ là do áp lực cuộc sống quá lớn, nên anh đã thể sẽ tìm ra cách giải quyết, để hai người có lại được cuộc sống như trước đây. Còn cô thì vẫn mãi không lấy lại được tinh thần. Vài ngày sau, trong lúc lấy xe ở bãi đỗ xe, cô ấy ngây người nhìn vào tường một lúc, sau đó đạp ga thật mạnh khi lên trước đâm vào tường. May mà có quản lý bãi đỗ xe kịp thời phát hiện, nên đã đưa cô đến bệnh viện. Thương thế của cô cũng không có gì quá nghiêm trọng. Chỉ có điều hành vi tự hại bản thân này đã khiến cho khách mời chuyên gia của bệnh viện chú ý đến, chính là bác sĩ tâm lý Banks. Anh hoài nghi cô có hành vi tự hại nghiêm trọng. Banks có tay nghề giỏi lại có tinh thần trách nhiệm cao. Anh muốn cô ở lại bệnh viện theo dõi thêm, nhưng cô lại thấy chồng vừa mới ra tù vẫn chưa tìm được công việc. Bản thân cô còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, nên không thể nằm viện được. Nhưng cô hứa với bác sĩ là mình sẽ định kỳ tái khám và chẩn đoán trị bệnh. Tôi xin bảo đảm tình huống này sẽ không xảy ra nữa. Anh có phòng khám chứ? Như vậy đi, tôi có thể đến phòng khám để tìm anh. Thời gian sẽ do anh quyết định, một tuần 2 hay 3 lần đều được. Lúc trước tôi cũng từng khám qua bác sĩ tâm lý rồi. Tôi biết là nó sẽ giúp cho người đang thấy tuyệt vọng rất nhiều. Xét thấy tình trạng cũng không quá nghiêm trọng, anh kê cho cô một ít thuốc giúp cô ổn định tinh thần, rồi đồng ý cho cô xuất viện. Nhưng vừa về nhà không bao lâu, những triệu chứng đó lại xuất hiện trở lại. Cô không thể không tái khám lần nữa. Sau một hồi nói chuyện mới phát hiện, lúc đó cô vừa làm vừa học đã gặp được chồng mình. Sau đó hai người đã trải qua một khoảng thời gian ngọt ngào. Vậy nên tình cảm bọn họ rất tốt. Mà sau sự kiện 4 năm trước, cô đã đi khám một bác sĩ tâm lý khác là Catherine. Anh ta rất có tinh thần trách nhiệm, nên đã lập tức đi tìm cô bác sĩ tâm lý đó để tìm hiểu về tiền sử bệnh nhân. Catherine thừa nhận lúc đó cô đã tư vấn tâm lý cho Emily 9 tháng. Cô phát hiện nguyên nhân của chứng trầm cảm của Emily có hai cái. Một là thời niên thiếu cô ấy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Thứ hai là cuộc sống của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn sau khi chồng phải đi tù. Mà sau đó cô ấy còn không may sảy thai. Đồng thời cô ấy còn khuyên Emily có thể thử một loại thuốc tên là Abrixa. Nghe nói hiệu quả rất cao. Một bệnh nhân của tôi cũng có tình trạng tương tự. Tôi đã cho anh ấy dùng Abrixa. Hình như tôi vẫn còn một ít thuốc này, để tôi tìm xem. Hết rồi, hình như là đưa cho người khác hết rồi. À đây, tôi có một cái bút Abrixa. Giả sử như lúc đó mà có loại thuốc này, thì tôi sẽ đưa cho Emily dùng sau khi cô ấy bị sảy thai. Anh ấy không nghe theo lời khuyên nhủ của cô ấy, mà vẫn giữ cách điều trị như cũ. Nhưng anh không hề ngờ được là căn bệnh của Emily hiện tại đang vô cùng nguy cấp. Lúc cô cùng chồng tham gia một bữa tiệc, đột nhiên tâm trạng của cô mất khống chế. Cô vội vã muốn về nhà. Xin lỗi, em vẫn không làm được. Không sao rồi, không sao. Trong lúc đợi tàu ngầm đột nhiên lại cảm thấy sụp đổ. Cô mất khống chế đi về phía đường ray. Cô đừng đứng gần như vậy. May sao mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã được nhân viên giữ lại. Cô ấy biết căn bệnh của mình hiện tại đang rất trầm trọng, nên đã tự mình tìm đến bác sĩ Banks để nhờ giúp. Lúc này Banks đang đi cùng vợ đến phỏng vấn. Nhìn thấy tình huống này, Emily bèn ngay lập tức đi qua động viên họ. Tôi còn phải đi làm ơn hãy cho tôi 5 phút thôi là được rồi. Lát nữa em phải đi làm à? Được rồi, tôi cho cô đúng 5 phút. Xin lỗi, sau khi kết thúc phỏng vấn thì hãy gọi điện cho tôi. Emily cảm thấy phương pháp điều trị hiện tại không có tác dụng lắm. Đồng nghiệp của cô cũng bị trầm cảm. Cô ấy đang dùng một loại thuốc tên là Abrixa. Dấu hiệu bệnh tình có vẻ giảm đi đáng kể. Vậy nên cô cũng muốn dùng thử nó. Banks lập tức nhớ đến lời khuyên của cô bác sĩ tâm lý. Nếu như người trong nghề đều đề cử, thì chắc hẳn là loại thuốc này cũng đã qua kiểm định lâm sàng rồi. Anh chỉ đành kê phương thuốc này cho cô, để cô dùng thử một thời gian xem sao. Trước đây cô đã dùng qua Abrixa chưa? Không, tác dụng phụ của thuốc này là buồn nôn, cơ thể không có sức, mất ngủ, thay đổi thói quen ăn uống, miệng khô, dễ cáu gắt. Không thể ngờ được là đổi thuốc xong bệnh tình của cô có chuyển biến tốt hơn hẳn. Trên mặt cô cũng dần xuất hiện lại nụ cười, cũng không bị những cơn ác mộng và mất ngủ cuốn lấy nữa. Thậm chí giờ đây hai người đã có thể tha hồ thân mật. Cuộc sống dường như đã có chuyển biến tốt hơn. Nhưng đồng thời cô lại hay xuất hiện trạng thái mộng du. Nửa đêm tỉnh dậy nấu ăn, còn bật nhạc âm lượng to nhất. Emily, bây giờ mới là nửa đêm, tắt nhạc đi em. Emily, em có nghe thấy anh nói không? Em đang làm gì vậy? Chồng của cô cảm thấy loại thuốc mới mang tên Abrixa này đã có tác dụng phụ.
anh đem cô đi tái khám lần nữa, đồng thời mong muốn được đổi thuốc cho cô, nhưng lại bị cô phản đối kịch liệt. Khó khăn lắm cô mới thoát khỏi chứng trầm cảm và sống một cuộc sống của người bình thường. Cô không muốn quay trở lại những ngày tháng đen tối như vậy nữa. Với cả cho dù bị mộng du thì cũng không ảnh hưởng gì mấy, không đến mức phải đổi sang thuốc khác. Banh suy nghĩ một lúc bèn đồng ý cho cô tiếp tục sử dụng thuốc mới này. Nhưng để điều trị chứng mộng du này anh còn kê thêm vài thuốc khác bổ trợ. Cứ nghĩ là bệnh tình sẽ dễ sang một hướng tốt hơn. Không ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện đáng sợ. Hôm đó chồng cô bận việc xong về nhà, anh phát hiện cô đang mộng du cắt đồ ăn. Thế là bèn đi qua muốn đánh thức cô. Nhưng ngay lúc đó vợ anh đột nhiên quay người lại, một đường dao sắc cắt ngọt lịm đâm vào chồng. Em lại mộng du nữa rồi, dừng lại. Chồng cô né không kịp bèn ngã trong vũng máu. Ánh mắt cô trống rỗng nhìn vào thi thể của chồng, dường như cô không hề biết đã xảy ra chuyện gì cả. Cô điềm nhiên bước qua vũng máu rồi về giường ngủ tiếp. Buổi sáng hôm sau, cô tỉnh lại từ giấc ngủ phát hiện người chồng yêu thương của mình đã thăng thiên. Cô lập tức hoảng loạn báo cảnh sát. Cô không hề nhớ đã xảy ra chuyện gì cả. Cô chỉ biết là mình đã đi ngủ. Trên máy quay của chứng cứ quay lại thể hiện, tối hôm đó trong lúc xảy ra án mạng không có ai vào nhà cô cả. Trên hung khí cũng chỉ có dấu vân tay của cô. Rất rõ ràng chỉ có cô là kẻ tình nghi. Lập tức cô bị bắt giam lại. Sau khi trải qua cuộc thẩm vấn, cảnh sát trưởng cũng biết về chứng bệnh trầm cảm của cô. Anh ta hỏi bác sĩ trị liệu của cô để hiểu thêm tình hình. Banks cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh lập tức giải thích về loại thuốc của mà cô đang dùng. Tác dụng phụ của phương thuốc là chứng mộng du. Nhưng không ngờ trong lúc mất nhận thức cô lại vô ý dế cười. Mẹ chồng biết hai người tình cảm rất tốt. Nếu không cô sẽ không đau khổ chờ đợi anh 4 năm. Bà tin là con đây mình sẽ không cố ý muốn dế con trai bà. Emily nhắc đến đầu sỏ đã khiến mình mộng du. Là phương thuốc mới tên gọi là Abrixa chuyên trị chứng trầm cảm. Vì để tránh cho những người dùng loại thuốc này xảy ra thảm kịch tương tự, cô nhờ mẹ chồng thay mình tiết lộ tác dụng phụ đáng sợ của loại thuốc này. Con muốn đưa ra một lời tuyên bố, để mọi người biết được nếu dùng loại thuốc này sẽ có tác dụng thế nào. Vì Maun, mẹ chồng lập tức gọi điện liên lạc với đài truyền hình tiếp nhận phỏng vấn. Bà đem chuyện tác dụng phụ của phương thuốc này công bố cho mọi người biết. Đây mới chính là căn nguyên của mọi loại bi kịch. Tôi muốn hỏi một lần nữa, đây là lời tuyên bố của con dâu bà phải không? Đúng vậy, cô ấy đã bị chỉ định tội danh dế cười. Đúng vậy, do tác dụng của thuốc. Sau khi chương trình này phát sóng đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Xã hội bắt đầu chất vấn công ty điều chế ra loại thuốc Abrixa, mà Banks là người đã kê đơn thuốc này cũng chịu cảnh đầu sóng ngọn gió. Không lâu sau đó, vụ án dế chồng được đưa ra phiên tòa. Luật sư tìm được người quản lý đã chứng kiến cô lái xe đâm vào tường, cũng mời cả người nhân viên đã từng ngăn cản cô làm chuyện dại dột cô ở ga tàu điện ngầm. Bọn họ đều có thể chứng minh cho người bị tình nghi lúc đó có trạng thái bất thường. Banks là chuyên gia cũng đứng ra làm chứng trên quan tòa. Anh nói bệnh nhân của mình dưới tác dụng của loại thuốc đó mới vô ý dế cười. Cô không hề có ý thức chủ quan về việc cố ý dế cười. Ý thức là căn bản của hành vi. Hành vi sẽ do ý thức sai khiến. Nếu như không có ý thức, thì cơ bản là hành vi của chúng ta cũng sẽ như loài động vật. Dưới trạng thái không có ý thức thì sao có thể coi là hành vi cố ý được? Tôi cảm thấy là không thể chứng minh được. Cuối cùng quan tòa căn cứ vào những bằng chứng trên đã phán quyết cô có tinh thần không ổn định nên vô tội được thả. Nhưng nghĩ đến ảnh hưởng của loại thuốc này, bọn họ cho rằng cô vẫn sẽ bị ảnh hưởng tính bạo lực và được coi là nhân vật nguy hiểm, bắt buộc cô phải vào viện tâm thần để tiến hành trị liệu. Cho đến khi Banks xác nhận là không có vấn đề gì thì cô mới có thể xuất viện. Tuy là vụ án dế chồng đã kết thúc, nhưng cuộc sống của Banks cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh bị tờ báo gọi là kẻ kê đơn bừa bãi không xứng làm bác sĩ. Danh dự cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những bệnh nhân anh đang điều trị cũng không còn lòng tin vào anh nữa. Tất cả nhao nhao đòi dừng trị liệu. Những người hợp tác để cùng quảng bá loại thuốc này cũng vứt bỏ anh. Sự nghiệp của anh xuống dốc không phanh. Đúng là đen tám đời. Nhưng chuyện này cũng không thể trách người khác được. Chỉ trách bản thân anh chưa tìm hiểu kỹ về tác dụng phụ của loại thuốc này, nên đã dẫn đến thảm kịch này. Nhưng không ngờ được có một ngày trong lúc vô tình anh phát hiện ra, anh tìm thấy một bản báo cáo nghiên cứu của nữ bác sĩ tâm lý Catherine. Bên trên đó viết rất rõ ràng Abrixa có tác dụng phụ dẫn tới việc mộng du. Dẫn đến mộng du, rõ ràng là cô ta biết có mìn nhưng vẫn xui anh dẫm vào. Xem có tức không cơ chứ. Anh lập tức lái xe qua để chất vấn. Sau đó cô ta chỉ nói vô cùng nhẹ nhàng. Cô cho rằng đúng là mình đã đưa ra lời khuyên, nhưng cô cũng không hề ép buộc anh. Hơn nữa Emily cũng đã nhắc đến trạng thái mộng du, nhưng anh vẫn kê thuốc đó cho người ta đấy thôi. Tại sao cô không nói cho tôi biết chuyện mộng du hả? Tôi nói cho anh, cô ấy đã nói cho anh rồi. Mà anh vẫn tiếp tục để cô ấy dùng Abrixa đó thôi. Tất là quyết định của anh hết Jonathan ạ. Sao cô biết chuyện đó? Biết gì cơ? Sao cô biết chuyện cô ấy không chỉ mộng du một lần? Lúc cô ấy là bệnh nhân của cô từng bị mộng du ư? Nghe đến đây anh cảm thấy dường như có chỗ nào đó bất thường. Thế là anh lập tức tìm gặp nhân viên quản lý bãi đỗ xe kia. Anh muốn biết trong lúc Emily lái xe đâm phải tường liệu có thắt dây an toàn không? Ái chà, một người rõ ràng bị trầm cảm còn có hành vi tự sát. Thế mà lại tuân thủ nội quy đến vậy cơ à? Lại còn thắt dây an toàn trước vào. Cô đã chuẩn bị tèo rồi đấy. Sau đó anh lại đến công ty của cô.
Anh muốn tìm gặp người đồng nghiệp đang sử dụng thuốc này theo lời kể của cô. Anh phát hiện không hề có người này. Rất rõ ràng là cô ta nói dối. Xin lỗi đã làm phiền, cô là Julia phải không? Không phải. Cô có phải Julia không? Không, tôi là Jane Julia. Julia ư, ở đây không có ai tên Julia cả. Thật ư, lúc ra ngoài một mẫu quảng cáo đã khiến anh chú ý. Nó quảng cáo về một loại xe khi gặp phải tình trạng thái bị va đập. Mà chiếc xe Emily lái chính là xe này. Xem ra là cô ta đã biết về tình huống này mới ra quyết tâm đâm vào tường. Để bảo đảm bản thân sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn. Sau đó anh đi đến bệnh viện tâm thần để thăm dò cô. Anh phát hiện mới đây thôi cô vẫn là người mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Mà giờ tinh thần của cô lại rất tốt. Tôi thường chạy bộ trên máy ở đây. Để duy trì kích thích cơ thể sản sinh ra serotonin. Cô không còn cảm thấy như có một màn xương độc vây quanh nữa ư. Không hề, đã không còn nghiêm trọng như vậy nữa rồi. Rõ ràng là cô ta muốn ra ngoài sớm thì có. Anh cố tình khéo léo hỏi dò về tình trạng bệnh của người đồng nghiệp của cô bây giờ ra sao. Cô ta lập tức sững sờ. Emily nói dạo gần đây bọn họ không liên hệ nhiều lắm. Sau đó còn rảo biện nói đó chỉ là đồng nghiệp trước kia cô quen được ở quán bar. Lúc này anh có thể khẳng định là cô ta không có bệnh. Bởi vì một người mắc chứng trầm cảm nặng sẽ không thể hồi phục nhanh như vậy trong thời gian ngắn. Anh kết hợp lại các loại hành vi trước đó của cô. Cô ta rõ ràng là lợi dụng mọi người làm chứng để thoát khỏi án giết chồng. Nhưng vấn đề là chồng cô mới ra tù. Tài sản cũng đã bị tịch thu hết rồi. Rốt cuộc thì giết chết anh ấy có tác dụng gì? Trong lúc vô tình anh phát hiện công ty chế tạo ra loại thuốc Aplixa, bởi vì danh tiếng bị ảnh hưởng nên cổ phiếu rất thảm hại. Có người lợi dụng chuyện này đã kiếm được mớ tiền. Anh lập tức hiểu ra đây chính là động cơ gây án. Xem ra cô gái này định thông qua vụ án giết chồng để bôi nhọ công ty Aplixa, sau đó khống chế cổ phiếu để đạt được lợi ích to lớn. Khó trách lúc đầu cô ta lại cầu xin mẹ chồng lên truyền hình. Đây mới là nguyên nhân cô ta muốn đem sự việc này làm loạn lên. Hóa ra bản thân mình đã bị lợi dụng. Anh cảm thấy vô cùng tức giận. Anh quyết định phải làm chuyện này cho ra nhẽ, để đòi lại trong sạch cho bản thân. Anh quay lại bệnh viện tâm thần lấy cơ muốn làm giám định tâm lý cho cô, đề nghị phải tiêm cho cô một mũi thuốc khiến người ta phải nói thật. Hơn nữa mọi thứ đều phải được ghi hình lại. Nếu như trong quá trình này cô có biểu hiện thần trí thanh tỉnh, đoạn phim này sẽ được trình lên quan tòa để làm chứng cơ xuất viện. Anh giải thích thuốc này không có tác dụng phụ, chỉ là nó sẽ khiến người ta mệt và buồn ngủ trong vài phút. Emily phản đối kịch liệt nhưng nếu muốn ra ngoài thì chỉ còn cách như vậy. Sau khi trả lời vài vấn đề không liên quan, cô cảm thấy rất buồn ngủ. Có thể sẽ ngủ bất cứ lúc nào. Cô giận anh ấy ư? Cô hận anh ấy không? Không, tôi sẽ không bao giờ làm hại anh ấy. Tôi yêu mọi thứ về anh ấy. Nụ cười của anh ấy, bàn tay của anh ấy. Tất cả tôi đều yêu. Cô làm vậy là vì tiền ư? Cũng giống như anh ta vậy, Emily. Trong lòng banh sáng trong. Anh chỉ là tiêm một chút nước muối sinh lý mà thôi. Căn bản không phải là thuốc ngủ gì cả. Diễn xuất khoa trương của cô đúng thật là quá đáng. Lập tức cầm video đưa cho kiểm sát viên, nói ra chân tướng Emily ngụy trang thành Mộng Du cố ý dế cười, hy vọng có thể trừng trị cô ấy theo pháp luật. Nhưng kiểm sát viên biểu thị trong tài khoản ngân hàng của cô ấy không hề có thay đổi, không thể chứng minh là cô ấy bán khống cổ phiếu trục lợi. Ngoài ra theo quy định pháp luật, quyết định cuối cùng của một vụ án không thể làm hai lần. Kết quả này khiến anh tuyệt vọng. Banks quyết định đi bệnh viện làm xong nốt lần khám bệnh cuối cùng rồi triệt để buông tay. Thế nhưng lại nhìn thấy trên biểu đăng ký có ghi chép thăm viếng của bác sĩ tâm lý nữ. Nhớ lại người phụ nữ này hồi trước, dường như đối với chi tiết những lần thăm viếng của bản thân và Emily đều rõ như lòng bàn tay. Lập tức ý thức được giữa bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Sau đó chuẩn bị từ chỗ bà ta tìm điểm đột phá, liên hệ được bác sĩ nữ, mở miệng liền nói Emily bệnh tình chuyển xấu, cần một lượng lớn thuốc, trong thời gian ngắn là không thể xuất viện. Catherine vô cùng tức giận, liền đem những tấm ảnh khi bọn họ tham vấn ở nhà hàng mà góc độ trông có vẻ thân mật, cùng với ảnh tư mật của Emily, cùng gửi cho vợ của Banks, chuẩn bị làm xấu thanh danh anh ta trước. Người vợ nhìn thấy những tấm ảnh này xong, quả nhiên là nổi trận lôi đình. Hơn nữa chồng còn từ sáng đến tối chạy đông chạy tây vì người phụ nữ đó, nên càng nghi ngờ hai người có gian tình. Sau khi nổi giận liền đem con bỏ đi. Lúc này bác sĩ tâm lý nữ gửi tin nhắn yêu cầu gặp mặt nói chuyện. Cô ta đắc ý cảnh cáo anh không đấu lại tôi đâu. Hiện tại tương lai của anh đã bị hủy hoại rồi. Banks lại chế giễu lại, đem chuyện bán khống cổ phiếu nói ra, thậm chí biểu thị Emily đã nói ra toàn bộ rồi. Lời này vừa nói xong, bác sĩ tâm lý nữ lập tức thay đổi sắc mặt, thay đổi sự điềm đạm nho nhã ngày thường, còn uy hiếp bắt buộc cô gái đó nhanh chóng xuất viện, nếu không thì anh sẽ càng thêm thảm. Kế hoạch mới vừa bắt đầu thôi, làm sao có thể dừng tay ở đây? Anh đề nghị bệnh viện nói bệnh tình của bệnh nhân càng ngày càng nặng, bắt buộc phải cách ly. Ngoài bản thân ra không được gặp bất kỳ ai, cũng không được gọi điện thoại cho bên ngoài. Sau đó còn cố ý mang Emily đi xem cảnh đau đớn mà bệnh nhân phải chịu đựng lúc chữa kích điện, biểu thị đây chính là phương án chữa trị tiếp theo. Nó thực sự đạt hiệu quả phi thường cho việc điều trị chứng trầm cảm nặng. Không ai biết nó có thể làm gì với một người bình thường. Emily bị dọa đến mặt trắng bệch. Tiếp đó anh lại cố ý bật một đoạn âm thanh mà bác sĩ tâm lý nữ gửi đến. Tôi là bác sĩ Seabird Catherine đây.
anh chắc chắn đã nhận được những thông tin mới nhất mà tôi gửi. Có liên quan đến vụ kiện của Emily Taylor rồi. Đợi đã, cô ấy đang nói gì vậy? Điều trị sốc điện là ý tưởng của cô ta, nó hủy hoại trí nhớ. Lợi ích lớn nhất cho chúng ta là khiến cô mất trí nhớ. Emily cho rằng là thật, muốn gọi cho luật sư. Nhưng hộ sĩ đã được thông báo trước rồi, tuyệt đối không được liên hệ với bên ngoài. Mắt thấy sắp bị sốc điện, cô gần như tuyệt vọng, vừa quát vừa làm loạn. Vô cùng rõ ràng là bị coi là bệnh nhân đang phát bệnh thần kinh và bị nhốt vào. Gọi bác sĩ Seabird Catherine cho tôi, chuyện này thật vớ vẩn. Lẽ ra tôi không phải ở đây. Tôi không có bệnh. Banks hẹn Catherine gặp mặt trước sảnh lớn phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Đối phương cho rằng là chuyện thả Emily ra, vội vàng đi đến. Chỉ thấy anh chém gió linh tinh, liên tục vỗ vai đối phương, trông có vẻ rất thân thiết. Nhưng lời trong lời ngoài đều là lời ly gián chia rẽ. Emily ở trong phòng bệnh tìm thấy tất cả, cho rằng hai người thật sự cấu kết với nhau muốn hại bản thân. Phút chốc cảm thấy bị bán đứng, chuyện này không thể một mình chết. Sau khi suy nghĩ quyết định nói ra, nếu tôi nói sự thật cho anh thì có cần uống những viên thuốc này không? Nếu tôi còn uống thuốc nữa thì sẽ không thể nói được sự thật. Sự việc phải nói từ 4 năm trước. Cô ấy lúc đó đã yêu một người chồng đẹp trai nhiều tiền, cũng chính là nạn nhân. Trải qua cuộc sống phú quý khiến mọi người ngưỡng mộ, nhưng cảnh đẹp không kéo dài. Khi đang tổ chức hôn lễ, cảnh sát định tội người chồng là lừa đảo tài chính sau đó bắt đi. Tài sản còn bị tịch thu toàn bộ. Sau đó cuộc sống của cô từ đỉnh cao trực tiếp rơi xuống đáy vực, tinh thần sụp đổ. Lâu dần cô đã sinh hận người chồng khiến cô chịu tất cả điều này. Sau đó tìm thấy Catherine, bác sĩ tâm lý nữ, làm khai thông tâm lý của cô. Cùng với sự đi sâu giao lưu, hai người phát hiện bọn họ đều có tuổi thơ không được người thân quan tâm chăm sóc. Catherine còn vì chồng ngoại tình mà ly hôn, giống như Emily thống hận đàn ông. Hơn nữa hai người dường như còn có chút giống nhau, dù sao thì cũng thành một đôi. Thế là hai người phụ nữ đồng bệnh tương liên, quyết định trước khi chồng của Emily ra khỏi tù đã ủ mưu cùng nhau. Do Emily đóng giả bệnh nhân bị chứng trầm cảm, bước đệm đầu tiên là tạo hành vi tự sát trước, tìm vài nhân chứng, sau đó tìm cách dế chồng, sau đó thông qua phương thức tác dụng phụ của thuốc gây ảo để thoát tội. Bác sĩ tâm lý nữ lại bán khống cổ phiếu công ty chế tạo thuốc trước. Sau khi đợi Emily ra tù, hai người có thể cầm được một khoản siêu lớn. Anh là gió, em là cát, quấn quýt bên nhau khắp chân trời. Cô ấy dạy tôi cách giả vờ trầm cảm, thuốc gì có tác dụng phụ như thế nào, triệu chứng nào đi kèm với chẩn đoán nào. Tôi dạy cô ấy mọi thứ Maren nói cho tôi về chứng khoán phát sinh và những thỏa thuận kinh doanh, giao dịch đứng tên cô ấy. Thế là tôi tha thứ cho Maren. Bọn họ không hề cố ý đối đầu với Banks, chỉ là vận khí không tốt. Vừa đúng anh trở thành bác sĩ chủ trị cho cô và thành người chịu trận. Đến đây, sự thật đã được rõ ràng, nhưng Banks lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Đến người chồng yêu cô sâu sắc đều có thể phản bội. Chẳng trách bác sĩ tâm lý nữ thà hợp tác với anh, cũng không nguyện ý tin tưởng cô. Emily lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, đề nghị một điều kiện trao đổi. Anh trả tự do cho cô, cô giúp anh thanh minh sự thật lấy lại danh dự. Không lâu sau chứng minh tinh thần bình thường đã được đưa ra, Emily có thể xuất viện. Chỉ có điều cô ấy vẫn cần phải nhận sự quan sát một khoảng thời gian. Tại phòng khám của Banks, cô ấy lập tức tìm đến Catherine. Trước tiên là thân mật một trận, nhân lúc đang mê man nói ra chỗ để khoản bán khống cổ phiếu, thông qua máy nghe trộm gửi cho cảnh sát bên ngoài mai phục. Đó là cái quái gì vậy? Chị đã khiến tôi không còn lựa chọn nào. Trời ơi, bác sĩ Seabird, cô đã bị bắt. Cô bị kết tội chỉ đạo khống chế thông đồng dế cười và lừa đảo tài chính. Catherine đã bị bắt, mà người phụ nữ ác độc của vụ án dế cười này lại vì nguyên tắc pháp luật một tội không nhị thẩm mà thoát thân khỏi chế tài. Không lâu sau, Emily thảnh thơi đến phòng khám. Theo ước định, sau lần khám bệnh này là phải làm chứng minh khỏe mạnh rồi. Banks lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, biểu thị tình hình của cô rất nguy hiểm, có khả năng phát lại, còn cần kê rất nhiều thuốc. Tôi sẽ kê cho cô một loại thuốc nào đó. Cái gì? Đây là Thorazine, là một loại thuốc an thần đã sử dụng nhiều năm rồi. Cô đột nhiên không chịu được nữa, không ngờ vậy mà bị lừa rồi, tức đến mức há mồm chửi to. Chuyện này thật vớ vẩn. Cô nghe có vẻ là phẫn nộ rồi, đọc lệnh của tòa chưa? Tôi đã giúp đỡ bác sĩ Bớt, tôi là một nhân chứng đã hợp tác, cực kỳ không phối hợp, thỏa thuận là tôi chỉ định cô ấy thì sẽ trả tự do cho tôi, có tiền sử bạo lực. Chính vào lúc này mới phát hiện Banks đã gọi trước cảnh sát, luật sư, kiểm sát viên và mẹ chồng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô mất khống chế cảm xúc. Emily mở cửa bỏ chạy, nhưng rất nhanh liền bị cảnh sát bắt lấy. Từ đầu đến cuối cả vụ án dế chồng, cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Cuộc sống của Banks trở về quỹ đạo, mà Emily lại bị nhốt trong bệnh viện thần kinh. Không có sự cho phép của anh, vĩnh viễn cũng không thể có được tự do. Hôm nay thế nào Emily? Tốt hơn rồi, tốt hơn nhiều rồi. Kể cả dế chồng không được trừng phạt bởi pháp luật, Banks cũng có thể khiến cô ở trong bệnh viện đến già. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Tác dụng phụ là một bộ phim kinh dị trinh thám ít người biết đến. Đạo diễn Soderbergh rất biết kể chuyện, tiết tấu phim nắm chắc vừa vặn, đúng lúc đúng chỗ. Điểm trinh thám và plot twist tuy đã cũ nhưng cũng rất kinh điển. Cộng thêm những nhân vật chính kỹ năng diễn xuất xuất sắc,
có thể nói là một bộ phim điện ảnh thương nghiệp không tồi. Emily mở đầu bằng hình ảnh xuất hiện là bệnh nhân trầm cảm đáng thương, đánh lừa tất cả mọi người xung quanh, thậm chí đến Banks kinh nghiệm phong phú cũng bị chơi đùa trong lòng bàn tay. Đến khi đến nửa sau của phim, đuôi hồ ly dần dần lộ ra, không khỏi khiến người xem cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lòng người rốt cục phải đạt đến mức độ hiểm ác như thế nào mới có thể vì lợi ích của bản thân dễ chết người chồng yêu mình say đắm trước, sau đó còn bán người tình đồng tính, đặc biệt là sau khi dễ cười vẫn còn có thể mặt không đổi sắc đạp lên máu người chồng, đi về phòng bình tĩnh đi ngủ. Mức độ máu lạnh như vậy khiến mọi người dựng tóc gáy. Nếu chúng ta đứng trên lập trường công bằng, biết rõ hung thủ tội ác tày trời, nhưng khi pháp luật không thể trừng phạt được, chúng ta có thể sử dụng cách khác để khiến người xấu chịu sự trừng phạt thích đáng không? Hay là để hắn nghênh ngang ngoài vòng pháp luật? Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Các bạn nếu thích video lần này thì hãy bấm like và share nhé. Chưa subscribe thì hãy mau theo dõi đi thôi. Có thể cập nhật kịp thời các video review hay ho khác.